Sáng mai em đi theo anh Huy mua cá phóng sanh, còn em sẽ ngủ ở đây chờ mọi người đó. Dám không? Đó, nhà lá sẵn rồi đó. Dám ngủ không? Được mà. Mở đèn lên luôn. Dạ. Từ tắt đèn nha. Dạ. Tắt đèn có mà. Dạ không sao. Để cho ngủ mà đừng có thù đó anh. Anh Nguyên đánh thù cho. Đúng rồi. Trời ơi, cái ngủ chỗ này đúng đẹp luôn nè, view phong thủy luôn nè. Trời ơi, mình thích những chỗ mà ngủ độc đáo như thế này. Nói gì nữa, ta làm mà ta chưa được ngủ nữa kìa. Ủa, chú làm hả chú? Chú nè nha. Vậy hả? Mà chưa ai ngủ hết hả chú? Cũng có rồi. Ngủ chắc chưa à? Dạ.